Cho chị rồi, ok. Rồi, để cho chị ta và chị Tùng đại diện. Mỗi chị Tùng đại diện cho thằng con đó. Thầy đó thầy bảo suốt đấy chị đại diện gì? Đơn giản như thế thôi mày. Có nhiều đến cô vài lần. Có nhiều đến cô vài lần. Thầy đã tìm ra rồi. Ok. Nó có tố chất rồi nhưng mà nó không tái phá thôi. Ê Tùng. Tố chất. Ôi rồi. Ôi rồi đảo. Ừ nó chồng chân con hoác này thế thì chết. Bắt đầu xong xong rồi. Chân thằng dọc, con thằng dọc. Số le đi. Biết số le là gì không? Ôi người ta có vô địch đâu mà biết đẹp các em. Đấy khó nhỉ. Ui, anh thích đấy. Ui, ui. Cái gì à? Không có sự sáng tạo và cái sự đột phá trong quá trình chơi bi lắc. Đây rồi. Ui, tôi đơn giản vô cùng. Anh thua khó rồi. Anh ghi bàn đâu? Anh ghi rồi, anh ghi quả phải đâu? Ghi bàn tiếp đi, ghi tiếp đi. Lấy động lực cho chị Tài. Đây là teamwork, không quan trọng ai là người ghi bàn. Ui giời. Không có gì sợ chị Tài. Đánh ấy chết rồi. Bây giờ hiểu rồi. 51 này. 10 phút nữa các bạn ạ. 10 phút nữa mà. Giải trí này đi ngủ. Chặng 5 hay chặng 10 ấy? 50 năm. Ui giời. Con báo này. Con báo này nó bảo không báo được. Con báo này nó bỏ được. Đánh cái này thì thắng hơi khó. Không sao được, vẫn thắng. Vẫn thắng. Chắc được hay. Vẫn được mà không làm được. Ui, ôi, 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 kéo sang. Kéo sang thì lỡ bóng rồi. Có gì được nhanh rồi. Thế, anh ở chân lý kỹ thuật của em rồi. Biểu diễn lên ngay xem nào. Đây, có bóng này. Đây có. Phun tâm, phun tâm. Chui, chui, chui. Chui này, chui lúc này. Ê, ê, ê. Chui lúc này. Chị đây. Ôi. Dạng hàng ra để gì người ta chọc. Dạng hàng ra để gì người ta chọc. Còn ai muốn vào đâu không? Mày hết rồi, hết rồi. Ôi, anh hiểu rồi. Anh hiểu rồi, chị đây. Nữ này là hay.